Bạn dùng Mocha để làm gì? Mocha, nhắn tin gọi điện, miễn phí data. Bạn dùng Mocha. Mocha, nghe nhạc miễn phí data. Mocha, xem phim miễn phí data. Mocha, xem livestream căng đét miễn phí data. Mocha, video call miễn phí data. Thì sao mà ngần? Mocha, sự ứng dụng trong giải trí miễn phí data. Trong tập trước, các tân binh đã bắt đầu đi vào khuôn khổ của nội quy đơn vị. La Thành gặp sự cố nhỏ khiến chân của anh bị thương. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong các nội dung kiểm tra tiếp theo. Việc cắt tóc chuẩn 3 phần quân đội khiến Jun Phạm và Bê Trần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Trong khi đó, La Thành lại xin được cắt tóc. Trong phần kiểm tra cỏ tay xạ đơn, Jun Phạm là người duy nhất có thành tích giỏi với 23 cái. Không những thế, anh còn tập thay cả phần của La Thành. Minh Châu có thành tích đạt, 4 người còn lại đều không đạt ở phần kiểm tra này. Bước vào huấn luyện chào điều lệnh, dù yêu cầu nghiêm ngặt chuẩn xác, Huy Khánh đã phát huy sự chỉnh chu của người anh và đạt điểm số cao nhất là 8 điểm. Buổi tối, đơn vị tổ chức xem và cổ vũ bóng đá tập thể. Trận đấu đã diễn ra khá lâu, nhưng tiểu đội 1 vẫn đang vắng mặt. Bê Trần là người ra sau cùng và mặc đồ khá là lâu, khá là chậm, trong khi mọi người gần như là tất cả mọi người đã mặc xong hết rồi. Tôi thấy nhận thấy đây là một đồng chí rất bướng bỉnh, và nếu mà theo quan điểm bên ngoài thì là rất khó chiều. Chun mà công tử 1 chắc là B công tử 10, mọi người biết không? Cán bộ chỉ huy đơn vị tin tưởng tôi, giao cho tôi làm tiểu đội trưởng. Vì vậy tôi có quyền hạn của tôi là được nhắc nhở, quán triệt đối với những cá nhân nào, đồng chí nào thực hiện chưa đúng đối với nội dung quy định. Đã có một cái sự cố xảy ra và tôi chứng kiến được cái điều đó là trong lúc tất cả đồng đội của mình đi tắm, thì khi mà tắm xong thì có hiệu lệnh là sẽ phải mặc đồ trong vòng 3 phút để tập trung. Thì lúc đó Bê Trần mới phát hiện là mình mất cái khăn, không có cái khăn để lau người. Chân thì ướt, xong rồi cũng có dục mà đi giày thì tất. Bê Trần lại tiếp tục vào mang đôi giày với một cái gương mặt rất là hậm hực. Thằng Bê nó mệt thì nó mới cọc, chứ nếu mà nó không có mệt thì nó không có cọc, là tại nó mệt quá mà còn bị nạt nữa thì nó mới cọc á. Tất cả mọi người đang kiệt sức thật sự. Còn thực ra trước đây chúng tôi cũng như vậy, chiến sĩ mới vào chưa được giáo dục quán triệt nhiều thì cơ bản nó cũng sẽ những cái phản ứng giống như mình đang ở mang một môi trường xã hội bên ngoài mang đến đơn vị. Còn đối với những hành vi như vậy thì chúng tôi trước hết là phải nhắc nhở và chấn chỉnh ngay, sau đó thì sẽ tổ chức nhắc nhở và quán triệt đối với những cái buổi sinh hoạt để làm sao nâng cao cái nhận thức cho các đồng chí. Trong ba trừ phạm cuối quả hại và điều bóng của City Farm, chúng ta cần phải rất tập trung và cảnh giác ở đường đá phạt này. Đội thủ mang trong đội bóng Việt Nam đá phạt, đá phạt bóng được đằng sau. Đá bật máy lạnh lên, rồi có bia, cái cây hay gì đó, rồi quần xà lỏn, áo sắc nách, ngồi coi, lá, phải vui chứ phải không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
ra xem bóng đá trong quân đội là không được phép biểu hiện quá đáng, biểu hiện la nhảy là sẽ ảnh hưởng tới những người khác xung quanh, cho nên là phải coi trong một cái sự nghiêm túc và trật tự. Một chạm luôn. Trời ơi, tỏ ơi, vô lê được, vô lê luôn. Bóng chuyền cho bạn qua. Chúng tôi la và chúng tôi nhảy. Nhưng mà lúc đó mình thắc mắc xung quanh, ủa sao không ai la vậy ta? Sao không ai nói gì vậy ta? Nhờ cái trận đá bóng này mà tôi biết là có những cái rất là đời thường nhưng mà cũng phải trong quân ngũ. Khi ngày đầu nhập ngũ trong đơn vị. Thưa các đồng chí, ngày hôm nay khi mà được bước chân vào lữ đoàn hải quân đánh bộ, điều đầu tiên tôi cảm giác rất là đã con mắt. Bởi vì tôi thấy được có rất là nhiều đồng chí mặc quân phục của mình và cầm những cái loại vũ khí rất là tối tân và hiện đại. Sáng em thấy súng mới quá trời luôn, tụi em mới được sử dụng. Đây chỉ có đơn vị này bọn em mới có, hải quân cấp cho đôi. Tại vì súng bắn biển xa nó khác không? Vâng, súng bọn em súng khác. Sáng em thấy cầm súng ngầu quá. Mình giải nghệ là mình được đem súng về không? Giải nghệ, giải nghệ. Dạ. Và thấy các anh đó rất khỏe, vác trên mình những cái ba lô nặng hơn cả chục ký. Thì lúc đó tôi bắt đầu hoảng loạn và tôi bắt đầu suy nghĩ liệu ngày mai 6 đồng đội của tôi, trong đó có tôi, có phải làm những cái hành động như vậy hay không. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ tới cái chuyện mà tôi được cầm khẩu súng đó thì những cái mệt nhọc nó đều tan biến hết. Đó là ước ao của tôi được cầm súng. Ước ao của tôi được cầm súng. Gần một ngày học tập công tác với đơn vị thì đồng chí có thấy phấn khởi, vui vẻ hay đồng chí cảm thấy mệt mỏi, chán nản? Cả hai. Tôi luôn luôn cảm thấy phấn khởi và luôn muốn đón nhận những cái thử thách phía trước. Mặc dù tôi biết tôi làm cái gì cũng là luôn luôn là cuối đội, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ bất cứ nhiệm vụ nào và tôi cũng sẽ cố gắng theo đồng đội của mình. Rất cảm ơn đồng chí Đức. Và tiếp theo mời đồng chí phía sau, đồng chí Khánh. Vâng, qua một ngày đến với vị thì đồng chí đã không còn giữ được cái bước đi bình thường nữa rồi. Dạ, đây chỉ là một sự cố nhỏ nhỏ. Vâng. Tại vì không biết trước là cái tình huống mình đang ngủ thì bị dậy. Trong cơn hoảng loạn thì đã té đập chân vào giường. Tôi đã có một tí kinh nghiệm rồi thưa đồng chí. Có nghĩa là lúc ngủ thì chúng ta nên bận quần dài để, nhất là ngủ trưa chúng ta nên bận quần dài để kịp. Tại vì hồi trưa em không biết em bận quần cục. Tại vì hồi trưa em không biết em bận quần cục. Tại vì hồi trưa em không biết em bận quần cục. Là thay hay lâu? Mới chỉ một ngày đến đơn vị tôi nhưng mà đã có một kinh nghiệm rút ra rồi đấy ạ. Dạ. Ngày đầu tiên em chỉ tiếp xúc với 6 bạn của em nhiều. Và trên tinh thần thì em thấy các bạn đã bắt đầu có những cái đoàn kết và gắn bó với nhau. Các bạn bắt đầu, tất cả các bạn đều cảm thấy run sợ như nhau. Cảm thấy run sợ như nhau. Đều cảm thấy run sợ như nhau. Và anh em tự an ủi động viên nhau. Rất là vui và khi hôm nay mình không phải mang cái nghệ danh của mình là Trinh Phạm đến đây mà mình mang cái tên thật của mình Phạm Duy Thuận và được mọi người cũng như là chỉ huy, tất cả mọi người đều gọi mình như vậy và mình cảm thấy rất là tuy là mệt nhưng mà cảm thấy rất là vui và thoải mái, ra rất là nhiều mồ hôi và mình cảm thấy rất là vui. Có một cái gì đấy nó rất là đời thường đúng không ạ? Thực ra khi mà mình làm trong nghề trong showbiz á thì mình lúc nào mình cũng ăn mặc đẹp với lại mình sống trong máy lạnh riết mình quen rồi đó, nhưng mà khi mình tới đây thì mình mới thấy được là hóa ra các anh em rất là gian khổ nhưng mà kế bên cái sự gian khổ đó là sự đoàn kết và rất là vui vẻ cũng như là ăn cơm rồi tắm rửa cũng chung với nhà tham chung thích quá. Jun thích rồi, Jun đăng ký thêm một tháng ở lại đi Jun. Nếu có cơ hội thì đồng chí có muốn cống hiến lâu dài hơn nữa, nhiều thời gian hơn nữa trong môi trường này không? Quyết tâm. Nước của Long Nguy thì chưa sẽ chắc chắn sẽ ra trận vậy thôi.
Vâng, rất là quyết đoán đúng không ạ? Thực ra là chỉ mới có một nửa ngày thôi mà tôi cảm thấy cũng rất là mệt và cũng đã có những lúc mà tôi rất là cảm thấy muốn muốn đi về nhà. Thế nhưng mà tôi đã vượt qua được cái điều đấy và tôi vẫn đang ngồi ở đây và cùng với tất cả mọi người ở đây. Thấy mình là một người có trách nhiệm hơn. Ngày mai thì tôi sẽ đi chấm nội vụ và không biết là tên của đồng chí có hiện trên bảng tên hay không. Tên của tôi là Trần Quốc Anh nhé. Sau một ngày hôm nay thật ra là tôi cảm thấy sai. Tất cả những gì tôi đã chuẩn bị trước khi bước qua cánh cửa kia thì sai hoàn toàn. Mấy anh em đi cùng nhau là chuẩn bị kem chống nắng này, rồi khăn mặt này, rồi nói chung là run vác cả vali như đi diễn châu Âu luôn. Nói chung là anh em chuẩn bị nhiều lắm. Quần áo, tư trang cũng có cả. Nói chung là chả phải mang cái gì. Mất mấy ngày đi shopping, rồi đi siêu thị mua bao nhiêu thứ cùng bây giờ. Một vài ngày nữa thôi thì màu da của 6 đồng chí tân binh này cũng sẽ na ná như các đồng chí còn lại. Ngày đầu tiên là mình được rồi. Thật sự là... Nhưng bây giờ chúng ta tiến hành tổ chức sinh hoạt. Đấy, qua một ngày thực hiện cái nhiệm vụ đầu tiên đối với đơn vị tiểu đội 1 chúng ta, qua quan sát, nắm bắt về tình hình tư tưởng thì một là đối với các đồng chí là xác định tốt cái nhiệm vụ. Quá trình thực hiện các nội dung cơ bản các đồng chí bảo đảm tốt, đề nghị các đồng chí phát huy trong thời gian tiếp theo. Từng đồng chí, các đồng chí nào có ý kiến gì không? Tôi cũng có ý kiến là xin đổi giày sang cỡ giày 39. Báo cáo đồng chí là em xin ngày mai cho em cái quần to hơn, quần size rộng hơn. Tiếp theo đồng chí Minh Châu, đồng chí đứng tư thế nghiêm túc vào. Các đồng chí đứng trong hàng, ngồi tác phong nó phải ngay ngắn nha. Chúng ta ở đây đơn vị quân đội, ngồi nó phải ngay ngắn, nó phải chính quy. Tư thế một người quân nhân lúc nào nó phải là nghiêm túc. Các đồng chí nhập ngũ, các đồng chí cũng phải thực hiện như vậy. Đồng chí Châu ngày hôm nay đồng chí có thấy cảm nhận như thế nào? Tôi thấy mệt. Tôi hỏi đồng chí có thấy mệt không? Có. Rồi. Đồng chí cảm thấy mệt như thế nào? Tôi cảm thấy mệt hơn rất nhiều với cuộc sống ở bên ngoài. Ở bên ngoài hàng ngày những ngoài giờ làm việc đồng chí thường làm gì? Ngoài giờ làm việc thì tôi thường ở nhà xem TV, xem phim hoặc là đi chơi cùng với bạn bè. Đồng chí có thường hay tập thể dục không? Một ngày tôi tập khoảng 2 tiếng. Đồng chí thường tập những nội dung gì? Tôi tập ngực, lưng và phần dưới. Ở đây có 5 đồng chí chiến sĩ cũ. Những đồng chí chiến sĩ cũ này đã trải qua hơn 1 năm nhập ngũ. Đấy, về rèn luyện, về tố chất thể lực. Đấy, các đồng chí nhìn, các đồng chí quan sát nha. Người rất bạo vỡ. Của riêng đối với cá nhân tôi, ngày hôm nay chạy 3 vòng sân chuyên là cái gì? Tôi chạy 20 vòng sân này. Bây giờ các đồng chí mới kiểm tra được 2 nội dung. Sẽ có nhiều cái nội dung nó khó khăn hơn, nó sẽ phức tạp hơn. Trong cái suy nghĩ và cái tư tưởng là mình không được bỏ cuộc, mình phải luôn luôn cố gắng. Tôi phân tích ra một số nội dung như vậy. Giờ đồng chí có ý kiến gì không? Không. Rồi, đồng chí Khánh, đồng chí có ý kiến gì không? Dạ. Đồng chí có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không? Không. Riêng về đối với nội dung khuyết điểm, các đồng chí biết tại sao những ngày hôm nay các đồng chí lại bị phạt nhiều như vậy không? Do tác phong các đồng chí lè mề, vẫn mang một cái thói quen, một cái nếp sống ở nhà chưa phải là một tác phong của một người quân nhân. Đồng chí Trần Quốc Anh chia đứng dậy. Tôi nhắc đồng chí Trần Quốc Anh như sau. Ngày hôm nay tôi nhắc đồng chí có biểu hiện về phản ứng đối với cán bộ chỉ huy. Dạ. Tôi nói đây là một hành vi các đồng chí là không đúng với tác phong của người quân nhân. Chức trách của tôi là duy trì, quản lý, huấn luyện đơn vị. Cán bộ chỉ huy đơn vị tin tưởng tôi, giao cho tôi làm tiểu đội trưởng. Vì vậy tôi có quyền hạn của tôi là được nhắc nhở, quán triệt đối với những cá nhân nào, đồng chí nào thực hiện chưa đúng đối với nội dung quy định. Còn nếu chúng ta không để nhanh về vấn đề tác phong, không để nhanh và không chấp hành được mệnh lệnh chỉ huy, thì tôi sẽ xử lý đồng chí theo đúng quy định. Đồng chí nói chưa? Đó. Đồng chí có thực hiện được không? Tôi chắc chắn sẽ thực hiện được trong 5 ngày tới. Giờ phút này em đã thay đổi hoàn toàn rồi. Một gọi là chiến binh lì lợm, đối diện với tất cả các thử thách đề ra và cố gắng vượt qua nó hết sức mình, dù thế nào đi nữa.
Không biết là tên của đồng chí có hiện trên bảng tên hay không? Tên của tôi là Trần Quốc Anh. Lớn lên một chỗ là chuẩn. Có. Lớn lên một chỗ là chuẩn. Có. Thấy anh em những cái đơn vị khác tập rất là nghiêm túc, rất là siêng năng, đúng là tiếng hô hào làm cho mình cũng kích thích theo. Đó, mình cũng tự nhiên cũng quên buồn ngủ luôn. Mình hòa vào cái không khí của mọi người. Sáng hôm nay theo kế hoạch chúng ta tiếp tục tập 6 động tác lượng chung. 6 động tác lượng chung. Tay ngực. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Nói là ngay thì cũng không lạ lắm đâu. Nó giống như là những bài tập cơ bản hồi lúc học tiểu học á. Cứ là học thôi. Nó rất là giống mình cũng không cứ cảm thấy nó khó. Sau đây tôi sẽ kiểm tra nội dung và mỗi lúc luyện. Đồng chí nào làm sai, đồng chí là dừng lại, đứng nơi quan sát đúng mình làm. Đó là tiến hành sẽ chạy một vòng quanh khu vực sân bóng. Bây giờ cho 1 phút, đồng chí tự suy nghĩ lại. Đó động tác khởi động chung. Tay ngực. Rồi. 1 2 không nhìn. Bài bài đấy. 3 4 Câu thứ 2 luôn. 1 Câu thành lên đây. Phải thuộc từng động tác, từng chi tiết động tác, trái, trước, phải, sau, động tác nào phải làm chính xác, từng cái, nên là tự nhiên vô tình cái mình tưởng dễ mà lại khó. 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 Chị Quốc Anh lên đây. Yêu sau hai tay mà nhưng mà vừa quên một tay. 2 2 3 4 Sóng thứ 3 chân. 1 Hành đây. 7, 8. Thật sự thì
nó cũng quen nhưng mà không quen lắm, bởi vì những cái động tác trong quân đội nó khác với ở ngoài. Ba đồng chí ở đây, đồng chí cho tôi biết là ba đồng chí này xứng đáng ở lại không? Đồng chí cho tôi biết là ba đồng chí này xứng đáng ở lại không? Không, tôi nói mình không, không. Đồng chí Đức sai. Đức sai. Đức sai đúng không? Phải nắm tài, đồng chí Đức thắng tài. Đức sai đúng không? Đối với Đức thì thế nào? Em sẽ cố gắng hoàn thiện xong trong những lần tập tới. Không được, không được. Đây là buổi sáng. Mời đồng chí lên đây. Nãy bạn Đức cũng lộ bước đầu mà giải tha đó. Vừa mới tỉnh dậy, tập trung và xuống tập thể dục thì có một vài chỗ mình không nhớ được. Dậy. Rèn luyện thế, xây dựng cơ đội. Rèn luyện thế, bảo vệ tổ quốc. Báo cáo xin vào. Vào đây. Vô. Bước. Tôi nghĩ là buổi sáng mình sẽ có gì đó mới lạ, như là một tô bún dọc mùng hay là một bún thang. Chúng liền. Tại vì mình nghĩ là ăn cơm rồi mà, sáng sớm mới 6 giờ sáng mà bắt ăn cơm mà cơm với trứng chiên. Trời ơi. Nói chung là nó không có nóng như là cơm tấm, cơm sườn như mình đã từng ăn ở ngoài khi mình đi làm. Trời, trứng kìa. Oh. Trứng kìa. Với nguồn dinh dưỡng từ sữa, năng lượng từ mầm lúa mạch cùng 7 loại vitamin và khoáng chất, nguồn năng lượng tạo nên nhà vô địch. Nhưng mà đối với tôi thì tự mình phải tự nhủ với mình là phải ăn trong bất cứ hoàn cảnh nào và món nào để mình có sức để mình thực hiện những cái nhiệm vụ sắp sửa được giao ra. Tại sao lúc đi thì phải đi 1-2-1 để về chứ? Trong mùa sau nhập ngũ năm nay, các tân binh sẽ được chấm điểm trên cả 3 phương diện: kỹ thuật, thể lực và quân sự. Đại trưởng sẽ là người đánh giá, tổng hợp kết quả và xếp bảng tổng sắp kết quả của từng chiến sĩ. Sau ngày đầu tiên, Trương Phạm và Minh Châu đang có số điểm bằng nhau là 20 điểm và đang cùng ở top đầu. Huy Khánh đứng thứ hai với 18 điểm. Quốc Anh, Anh Đức, La Thành đều đạt 16 điểm và đang ở vị trí thứ 3. Trong những ngày tới, thứ tự này sẽ còn thay đổi dựa vào nỗ lực của từng người. Mua cha, nhắn tin gọi điện, miễn phí data. Nhắn gạch miễn phí data. Xem phim miễn phí data. Xem livestream căng đét miễn phí data.
Video call miễn phí data. Mocha, siêu ứng dụng, trùm giải trí, miễn phí data. Để làm cơ sở trong trình học tập, công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Buổi sáng ngày hôm nay tôi giới thiệu các ông chí về các tư thế, động tác đi cầu sóng. Đi cầu sóng là nội dung huấn luyện đặc thù của Hải quân. Nội dung này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tăng khả năng cơ động cho các chiến sĩ trong mọi điều kiện, môi trường, thời tiết, nhất là khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đồng chí nào đi tập canh ngầm đưa tay. Đồng chí Quốc Anh, đồng chí đi tàu chưa? Báo cáo đồng chí thủ trưởng, tôi đã từng đi tàu rồi ạ. Tàu canh ngầm? Không phải ạ. Mà tàu cánh ngầm là tàu gì ạ? Tôi chưa biết tàu canh ngầm hả? Là cái cánh ở dưới ngầm ấy. Đúng rồi. Thực tế khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở môi trường biển đảo thì sóng liệu có cao như vậy không? Hơn ạ. Nếu thực tế là 1 thì chúng ta huấn luyện phải là mấy? Là 10. Chính xác. Chính là cái việc chúng ta thực hiện làm sao để thao trường đổ mồ hôi và chiến trường bớt đổ máu là như vậy. Chỉ là xung phong lên thực hiện động tác. Rồi. Rồi. Rất tốt. Ba đồng chí. Rồi. Anh Đức và La Thành đồng hạng với nhau, hạng 3. Bên cạnh đó thì nếu như có những cái bài tập huấn luyện nào mà Đức có thể tập trung làm tốt thì sẽ lợi dụng những cái thời cơ đó ghi điểm tốt hơn để có thể thay đổi cái thứ hạng. Còn đồng chí nào khác? Thành, cho tôi biết tại sao đồng chí không xung phong làm lần. Báo cáo thủ trưởng, vì những thử thách trước tôi đã không làm tốt do không có sự quan sát các bạn, dẫn đến không đạt chỉ tiêu, nên tôi muốn làm sao cùng để quan sát thật kỹ và làm thật tốt phần thử thách của mình. Báo cáo không hết. Lê Sa. Tôi yêu cầu đồng chí phải thực hiện, phải làm. Dù mình yếu cũng phải làm. Kẻ dù thất bại thì mình cũng biết mình đã cố gắng. Đối với nội dung này tôi sẽ kiểm tra đối với Thành là người đầu tiên. Báo cáo, rõ. Đồng chí La Thanh Thành. Có. Võ Minh Trí. Rõ. Chung là cho em tiếp xúc với động vật còn sống em sợ lắm. Bất cứ con gì em sợ nó cắn em. Đồng chí tập lần 2 không? Dạ dạ, có. Đồng chí Thành làm là lần cuối. Mà bước lên. Thôi thôi, đối với sự quyết tâm, tự tin và cố gắng của đồng chí Thành, đề nghị đồng chí lên biểu dương. Đồng chí Thuận. Có. Ra khỏe. Đó. Lên cầu. Đồng chí Thuận. Có. Cho tôi biết đồng chí thực hiện mấy bước lùi khi thực hành động tác. Báo cáo thủ trưởng. Có lúc 1, có lúc 2 ạ. Đúng hay sai? Dạ sai ạ. Như vậy là làm được chưa được?
Nếu mà chỉ cần sao nhãng một chút xíu thôi, chỉ cái nhịp mà nó không đúng cái nhịp, giống như mình nhảy trong một nhóm nhạc mà mình chỉ cần sai một nhịp thôi là tự nhiên mình lòi ra nguyên một nhóm nhạc à. Thì cái này cũng vậy, mình sai một nhịp cái là mình bị té. Cái này lắm thầy Đức. Có. Có run sợ không? Không ạ. Làm được không? Làm được. Mấy vòng? 5 vòng. 4 vòng. Wow. Đi lên là một vòng và 2 vòng. Đi lên đi về một vòng. Vậy. 2 vòng. 3 vòng. 3 vòng. Tập trung. Rồi. Ờ, lúc mà mình thấy tập mẫu, ồ cái điều này cố gắng giữ trọng tâm, mình di chuyển lên, di chuyển xuống làm sao cho đều đó, thì có thể hoàn thành dễ dàng. Nhưng mà thực sự vô làm rất là khó và đã mất thăng bằng, ngã. Lên. Nhanh rồi. Nào nào nào. Rồi. Thôi, 2 bước thôi. Ha. Bây giờ đồng chí nhờ, thấy mình thế nào? Thấy tôi có thể làm lại được. Có làm lại được không? Được. Có tốt hơn không? Tốt hơn. Vâng đồng chí. Từ từ. Nào cẩn thận nào. Lên. Rồi. Lên. Tôi tập. Mời đồng chí về hàng. Dạ. Lần cánh. Lần đồng chí. Hả? Lên cậu. Do có sự quan sát đồng đội và khả năng giữ thăng bằng tốt, Huy Khánh và Bê Trần đã dễ dàng vượt qua thử thách 2 vòng tập đi cầu sống. À, đơn giản chúng tôi ở đây là người chiến sĩ không chỉ có gươm và súng, đúng không? Trong tâm hồn có nhạc và thơ, hơi cứng rắn, hơi khô khan, nên đây là thật, đây là đời sống của chúng ta. Gần tới đích rồi mà còn bị trục rút. Ra thơ rất là hay. Đồng chí Khánh, đồng chí phát biểu cảm tưởng, có thấy mình mênh mông không? Khi nghe tôi tưởng tượng tôi đang trên một chiếc du thuyền. Nó rất là du dương, nó rất là lãng mạn và nó rất là sung sướng. Tôi thấy trong lúc đồng chí Tuấn Anh hát, đồng chí Khánh ngồi bên cạnh ngân nga đu đưa theo, rất là hòa vào cái nhịp của bài hát, cho nên tôi nghĩ là đồng chí Khánh đang muốn xung phong hát tặng cho đơn vị mình một bài. Mọi người ủng hộ đồng chí Khánh không ạ? Dạ, báo cáo đồng chí, tôi xin khai thật, cái môn mà tôi dở nhất đó là môn thanh nhạc, và tôi không mém xíu, tôi không tốt nghiệp được bởi vì tôi không bao giờ hát được. Đồng chí bây giờ đang là người lính. Dạ. Nhưng phải thể hiện sự tin tưởng của đồng đội mình đã giao cho. Đó là tinh thần.
yêu cầu đồng chí Khánh thực hiện một tiết mục văn nghệ. Dạ, tôi xin học hát. Tôi xin học hát. Tôi muốn học cái bài mà hôm qua lúc chúng tôi đi ăn cơm mà tôi không biết hát bài đó. Nhưng tiết mục này đồng chí sẽ là người chủ trì bắt nhịp. Đồng chí Đức, đồng chí Thành tập trung. Rất tập trung. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Hai ba. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Đoàn về quốc chúng ta, ở nhân dân hòa ra. Được dân bên, được tin muôn phần. Rồi. Các đồng chí, sau bài hát này tôi thấy các đồng chí cũ hát rất tốt. Các đồng chí mới, ai cũng như tôi. Chắc có lẽ là bài hơi mới. Bây giờ là đến đồng chí La Tấn Đàn. Đồng chí La Tấn Đàn. Không, đau chân không ảnh hưởng gì đến giọng hát nha. Xin mời đồng chí La Tấn Đàn đứng dậy. Báo cáo đồng chí Chí Huy, thực sự là tôi không hề có năng khiếu về âm nhạc. Nhưng La Tấn Thành có năng khiếu là làm thơ. Và tôi thơ, cũng kể chuyện. Thực sự là tôi cũng là không có làm thơ vào vần lắm ạ. Tôi kể chuyện. Thế câu chuyện này là tên là gì? Là câu chuyện đau lòng của hai gia đình. Chương trình mà mang tên Thách Thức Chiến Sĩ bắt đầu. Ngày xưa có gia đình sói và gia đình hà mã. Gia đình hà mã có hà mã ba, hà mã mẹ và ba hà mã con. Là tới ba con hà mã con đó, chứ không phải là hai người. Ba có hà mã con và hà mã ba, hà mã mẹ. Gia đình sói thì có sói ba, sói mẹ và ba chú sói con. Một ngày nọ, hà mã ba và hà mã mẹ đi làm, đi kiếm ăn, để ba chú hà mã con ở nhà. Sói mẹ và sói ba đã lén mai phục và vào nhà ăn thịt ba chú hà mã con. Hà mã ba, hà mã mẹ về cảm thấy rất đau lòng và phẫn nộ, rất căm thù. Tại sao ai lại ăn thịt ba đứa con của mình như vậy? Nhưng mà vô tình hà mã ba, hà mã mẹ phát hiện được cọng lông sói ở trong hang và quyết định trả thù gia đình sói. Hà mã ba và hà mã mẹ đã canh ở trong hang sói, chờ sói ba và sói mẹ vừa đi. Hà mã ba và hà mã mẹ liền lao vào tấn công ba chú sói con. Thế là tiêu đời gia đình hà mã. Thế là tiêu đời gia đình hà mã. Ba chú sói con đã ăn thịt của hà mã ba và hà mã mẹ. Và bài học chúng ta rút ra rằng là thù oán chúng ta không nên kết mà chỉ nên giải, phải biết lượng sức mình. Có một câu chuyện này sao? Câu chuyện gốc là gia đình sói sẽ ăn thịt gia đình hà mã, rồi gia đình hà mã qua trả thù ăn thịt để hết gia đình sói, thế là tiêu đời gia đình sói xấu xa. Câu chuyện của mẹ Thành kể nguyên văn từ nhỏ tới lớn nghe là như vậy, thì mình nghe cũng như vậy thì có gì vui, mình mới sửa lại. Nhưng mà sửa lại mình cũng phải có một bài học ý nghĩa đó, có nghĩa là chúng ta có thù thì chúng ta cũng nên giải, đừng nên kết. Trước khi vào nội dung thứ hai buổi sáng ngày hôm nay, tôi đã kiểm tra về cái kết quả luyện tập nội dung đi cầu sóng. Đồng chí Quốc Anh có. Ngày hôm qua về thể lực của đồng chí Quốc Anh đứng 5/6. Đối với nội dung kiểm tra đi cầu sóng, chỉ quyết tâm thực hiện được mấy lần? 5 lần. Tôi cần đồng chí đi 7 vòng luôn. Rõ. Có không? Đồng chí La Tân Thành có. Đồng chí có thể đi được bao nhiêu vòng? Tôi thấy khả năng mình có thể đi được 7 vòng. Đồng chí La có thể đi hơn được đồng chí Thành.
Tôi Từ Bích Thuận. Tôi được 8 vòng. Tôi Từ Bích Khánh. 10 vòng. Tôi Từ Bích Châu. 11 vòng. Tôi đã đi được 12 vòng. 12 vòng. 12 vòng hả? Chị đăng ký thấp trước sau cùng chi vậy? Cũng giơ tay mấy lần rồi không kịp với mấy bạn kia. Mấy bạn kia đã đăng ký lên tới 10 vòng, 9 vòng, 10 vòng và 11 vòng rồi. Thì bây giờ không lẽ mình nói mình 4 vòng, 5 vòng thì kỳ quá. Thôi kệ, mình cứ đặt chỉ tiêu của mình là 12 vòng. Căn cứ vào nội dung đăng ký của các đồng chí nói chung, tôi kết luận tất cả đồng chí tối thiểu phải đi được 10 vòng. Đồng chí nào đi dưới thì sẽ thực hiện nhân 3 lần cái số lần thiếu để thực hiện nội dung chống đẩy. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Ôi dồi ôi, 11 vòng nào. Không làm được thì cũng vẫn sẽ làm được. Đức đăng ký 12 vòng đây. Anh à? Anh Đức. Anh mấy vòng? 12 vòng. Anh có 7 vòng. Anh có 7 vòng. Nhưng mà giờ bắt tối thiểu 10 vòng kìa. Giờ sao? Nói trước là lắc cao lắm á, phải lắc thấp rồi nha. Đừng đùa. Trong nội dung kiểm tra đi cầu sống, Bê Trần, La Thành đăng ký đi 7 vòng, Chuyên Phạm 8 vòng, Huy Khánh 10 vòng, Minh Châu 11 vòng, Anh Đức 12 vòng. Tuy nhiên, theo yêu cầu chỉ huy, mỗi người thực hiện tối thiểu 10 vòng tập. Đồng chí Trần Quang Anh. Có. Võ Văn Sĩ. Rõ. Bê Trần chỉ đạt được 1 điểm trong bài kiểm tra thể lực. Anh cũng thuộc nhóm có tổng số điểm thấp nhì sau ngày huấn luyện đầu tiên. Ở phần tập thử, Bê Trần đã có phong độ rất tốt. Liệu anh có thể hoàn thành xuất sắc nội dung đi cầu sống để cải thiện vị trí của mình hay không? Lên cầu. Cho tôi biết lần tập này là lần tập thứ bao nhiêu? Lần tập này là lần tập thứ 3 của tôi ạ. Nếu không thực hiện được thì sao? Tôi chắc chắn sẽ thực hiện được. Tôi chắc chắn sẽ thực hiện được. Lần tập, lần thứ 3 đạt được 10 vòng. Đồng chí về vị trí. Rõ. Đồng chí La Tân Thành. Có. Ra vị trí. Rõ. La Thành đang ở nhóm cuối trong bảng xếp hạng. Có vẻ như chấn thương ở chân đã ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả này. Bài kiểm tra đi cầu sống sẽ giúp anh tăng thứ hạng hay sẽ giữ vị trí chót bảng bền vững?
đi bước nhỏ thì ok hơn. Mình cứ điệu đà thôi. Lên cậu. Bắt đầu rồi. Bình tĩnh thôi. Lên. Rồi. Lên. Sân xuống. Hai bước rồi một bước. Lên. Một, hai. Rồi. Thắt người xuống. Lên. Một, hai. Rồi, rồi. Thắt người xuống. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em. Khi xà lùi thì mình tiến, khi xà tiến thì mình lùi. Lỡ xà đứng yên sao? Bắt đầu tập. Bước, thắp người xuống, thắp người xuống. Bước. Rồi, thắp người xuống. Nhưng mà tốc tầm 2, 3 bước vào liền. Lên. Mà em sợ nhất là những cái thử thách đó giúp được qua được mà em vượt qua không được á. Nên em sợ bạn cười vô mặt em thôi chứ ngoài ra không có sợ gì hết. Các đồng chí về vị trí. Tới vị trí. Đó. Phạm Huy Thuận. Có. Ra vị trí. Đó. Chu Anh Phạm đang có vị trí dẫn đầu cùng với Minh Châu. Trong khi đó, Chu Anh bị chỉ huy nhắc nhở vì tập sai chân. Chu Anh sẽ phải cố gắng 200% nếu muốn giữ được phong độ. Cảm giác của mình lúc này thế nào? Báo cáo thủ trưởng, em rất vui ạ. Vui vì điều gì? Vui vì mình làm được ạ. Đã áp dụng đúng lý thuyết. Tiến 2-3 bước, lùi 1 bước. Tiến 2 bước. 2 bước. Nhưng nếu mà là sóng lớn quá, mình lại nhích chút xíu, nhưng mà mình phải bắt buộc phải lùi 1 bước thì mình mới trụ được. Từ 3 đồng chí kiểm tra thì đầu bây giờ đồng chí Thuận là một trong những đồng chí là xuất sắc nhất, thực hiện tốt ở trong lần tập đầu tiên. Các đồng chí như là biểu dương. Xin cảm ơn ạ. Đối Thuận đồng chí. Đó. Thể lực đồng chí ngày hôm qua là xếp 3/6. Hôm nay đồng chí có quyết tâm mới lên giỏi không? Quyết tâm. Đối Khánh đồng chí. Đó. Mặc dù tôi đăng ký 10 vòng nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm 12-15 vòng. Huy Khánh là người đang có điểm số quân sự cao nhất. Với lợi thế tập rất tốt ở phần thử đi cầu sóng, Huy Khánh hoàn toàn có cơ hội bước lên trở thành người dẫn đầu. Bắt đầu tập. Người em nhẹ mà luôn xà. Báo cáo, xích vào. Đồng chí vào. Đó. Đồng chí Khánh này tại sao sóng lại to thế này? Hình như là đồng chí Khánh bị sóng to luôn từ đầu. Báo cáo đồng chí Thành là mất tập trung. Đồng chí Khánh cho tôi biết
Thế tập trung làm việc của ai? Của tôi. Tôi nhắc tập trung ngay từ buổi đầu, ngay từ lúc đầu. Mọi việc bên ngoài mặc kệ việc bên ngoài. Việc mình tập trung là phải tập trung. Lần hai, bắt đầu tập. Lần này. Có sai vậy không? Nè bước nè. 1, 2, rồi. Từ từ, 1, 2, rồi. Rồi. Đánh cắp vậy. Bình ơi, bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Quá chậm. Đau quá. Yêu cầu tất cả các đồng chí phải thật sự cố gắng. Nó trói thẳng vào mắt, nhưng mà mắt không nhìn thấy một cái gì cả. Chọn cặp đôi để thực hiện thi đấu. Với Khánh, mới chọn đồng chí nào? Tôi báo cáo đồng chí tôi không thể thi đấu được tiếp. Tôi muốn thi đấu với... Mocha, sự ứng dụng trong giải trí miễn phí data.